Em xin gửi đến tất cả các anh em một tác phẩm nghệ thuật đồng hồ đến từ nhà Ede Bordeaux, một trong những cái thương hiệu nổi tiếng, lừng danh của top của những cái thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ anh em ạ. Thương hiệu lâu đời và cũng là một trong những cái thương hiệu mà nổi tiếng với những cái bộ thiết kế đồng hồ khác lạ, nhất là cái dòng nở hoa chỉ độc quyền của nhà thương hiệu Ede Bordeaux này. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay em giới thiệu là một bản đồng hồ Ede Bordeaux với một cái thiết kế cực kỳ là vintage. Nền mặt của nó là một trong những cái nền mặt có một cái biểu tượng hình đầu hươu, nó may mắn tài lộc. Và chiếc đồng hồ chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay, được sản xuất vào những năm 1958. Với một cái thiết kế dáng tròn vintage, và độc đáo nhất của chiếc đồng hồ này đó là một chiếc mặt với một cái tông màu màu kiểu nó nên màu vàng vàng nhạt đấy, nó rất là hợp với một cái dây da, em đang kết hợp một sợi dây da nộm đấy và các con số nổi. Anh em thấy không, kim giờ và kim phút cũng như kim giây là một trong những cái thiết kế còn nguyên zin nguyên bản đấy. Anh em cùng chiêm ngưỡng một cái hình con hươu đấy, những cái nét độc đáo đó chính là những cái điểm nhấn ấy, thì nó làm kiểu khảm xà cừ cực đẹp đấy. Khung vỏ bọc vàng toàn thân và nước vàng còn cực kỳ là mới đẹp, và gần như là nó cũng là một trong những cái phiên bản còn đáng được sưu tầm và rất là giá trị anh em ạ. Đấy, khung vỏ bọc vàng 10K con view toàn thân và cái nước vàng 10K thì nó rất là dày dặn. Và anh em cùng chiêm ngưỡng lại chiếc đồng hồ Ede Bordeaux này. Size mặt là size 34, dày nó khoảng là 11 mm anh em ạ. Lên tay cực kỳ sang, và đây là một trong những cái phiên bản mà rất là đáng được sưu tầm. Và giá em đang giao lưu ở chiếc đồng hồ này là 23.500.000 đồng. Anh em nào mà sưu tầm thì hãy nhanh tay gọi điện và chốt được chiếc đồng hồ này. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em.